Hôm nay là buổi học cuối cùng. Thì các hôm trước chúng ta đã học hầu hết là những lệnh, những phần cơ bản nhất của cái ngôn ngữ lập trình Scratch rồi. Chúng ta đã học về cái khái niệm mà cái môi trường lập trình của Scratch này bao gồm là việc điều khiển nhân vật và sân khấu. Với nhân vật thì chúng ta đã biết về hướng đi và tọa độ điểm của nhân vật. Những cái lệnh điều khiển chuyển động của nhân vật. Chúng ta đã học các cái lệnh liên quan đến ví dụ như là liên quan đến thay đổi trang phục nhân vật, thay đổi màn hình nền của sân khấu. Chúng ta đã học hẳn một cái bài về hẳn cái bài về 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 tô màu, tức là về dùng bút vẽ ở trong Scratch, tức là nhân vật khi di chuyển có thể để lại cái vết là một cái bút vẽ, mà chúng ta là có những cái bút mà chúng ta có thể bật cái chức năng vẽ của nhân vật lên. Tiếp theo chúng ta đã học về các cái lệnh tương tác giữa nhân vật và người sử dụng thông qua cái lệnh là ask and wait, lệnh là hỏi và trả lời đấy. Rồi tiếp theo là chúng ta đã học các cái lệnh gọi là cảm biến rất quan trọng. Lệnh cảm biến là những rất quan trọng của Scratch. Rồi chúng ta đã học tiếp theo nữa, rất quan trọng nữa là cái khái niệm là thông điệp. Thông điệp là nó mô tả cái cho phép là nhân vật này có thể gửi thông điệp cho nhân vật khác, coi như là nó mô tả cái sự tương tác giữa hai nhân vật hay là giữa nhân vật và sân khấu ở trong cái lập trình Scratch. Vì các bạn biết là trong Scratch thì mỗi một nhân vật là có một cửa sổ lập trình riêng, và cái lập trình đó nó không thể nào mà không có cái lệnh nào mà một nhân vật này lại điều khiển nhân vật khác trong cửa sổ lập trình khác. Cho nên là khi chúng ta muốn cho một nhân vật A điều khiển hành động nào đó của nhân vật B thì bắt buộc phải thông qua cái gọi là thông điệp hay là tiếng Anh là lệnh lệnh broadcast. Và cuối cùng là chúng ta đã biết về khái niệm là biến nhớ, được chưa? Biến nhớ thì chúng ta đã học cái cách tạo ra cái biến nhớ đơn giản. Biến nhớ như là một cái vùng bộ nhớ, là một cái tên mà chúng ta có thể gắn cho nó những cái tham số dữ liệu. Còn nó có thể là kiểu dữ liệu là gì? Là số ký tự hoặc là kiểu dữ liệu số, và chúng ta có thể dùng nó để hỗ trợ cho việc lập trình. Đó, thì như vậy tổng quan những cái bài chúng ta đã học. Hôm nay chúng ta đã học thêm một cái bài nữa rất quan trọng là chúng ta học cách tạo ra một biến nhớ loại mới nữa. Biến nhớ này nó không phải là một giá trị mà nó có nhiều giá trị. Người ta gọi là một cái dãy. Hay tiếng Anh gọi là một cái list, một cái dãy, hay là một cái danh sách. Là nó có thể là một danh sách các cái tên tên người, hay là một danh sách các con số chẳng hạn, hay là một cái dãy số. Thì chúng ta sẽ học các cách đó nhé. Thì Scratch cho phép chúng ta là khởi tạo rất đơn giản các cái biến nhớ là dãy số như vậy. Chúng ta vào cái nhóm lệnh là variable, là cái nhóm lệnh là dữ liệu đấy, dữ liệu. Và ở đây các bạn thấy là ở đây nó có hai lệnh nhé. Lệnh là make a variable, thì lệnh này là cái lệnh tạo ra một biến nhớ thôi, biến nhớ đơn. Còn cái lệnh là make a list là cái lệnh mà tạo ra một cái biến nhớ dạng list, là một dãy số, là một dãy các giá trị nhé. Mà chúng ta sẽ học về cái dãy này rất quan trọng, và chúng ta sẽ làm một số bài tập liên quan đến cái dãy. Thì bây giờ thì để khởi tạo một cái dãy, chúng ta chỉ việc nháy vào đây thôi, nháy vào cái nút là make a list đó, và chúng ta sẽ nhập cái tên dãy số ở đây. Có thể nhập bằng tiếng Việt được hay là gì đó. Tôi nhập là ví dụ là dãy số nhé, dãy số như này được đấy. Thì cũng như vậy là cũng có thể có hai loại, mà khi một biến nhớ dạng list thì nó có thể là hoặc là for all, tức là biến nhớ chung cho tất cả mọi người, tất cả nhân vật có thể biết được, có thể chỉnh sửa được, và hai là cái biến nhớ riêng chỉ dành cho một nhân vật hiện hiện thời. Hơn chúng ta sẽ chỉ học đến cái loại biến nhớ là chung thôi nhé. Mặc định là chung này, bấm OK. Đấy, bạn thấy lập tức nó hiện ra ở đây và đây, hiện ra ở đây nè, hiện ra ở đây nhé. Bây giờ chúng ta thử này, bây giờ chúng ta có thể tạo biến nhớ rồi, thì chúng ta có thể là nhập trực tiếp một cái số. Khi đến dây ra đây, chúng ta có thể nhập trực tiếp trên màn hình cái dãy này. Ví dụ là thành nhập vào đây các cái số nhé, bấm vào đây, bấm nút cộng này để ta nhập này, nhập thêm một số mới này. Đó, bây giờ nhập số, cho bây giờ nhập số là 9 chẳng hạn. Đó, bây giờ enter này, số phòng thứ hai này, nhập số thứ hai là số 10 chẳng hạn.
Số thứ ba là số là 5 chẳng hạn. Số thứ tư là số là 11 chẳng hạn. Số thứ năm là số là 17. Số thứ sáu là số 99 chẳng hạn. Số thứ bảy là số 100. Ví dụ như vậy nhé. Đó. Thì như vậy đây là một dãy số. Thì các cái số ở trong các cái dãy, nói chung là cái biến biến list này, cái biến biến nhớ cái dạng list này, đánh số từ 1 trở đi nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho đến hết nhé. Hết là 7. Thì cái 7 này là người ta gọi là cái độ dài của cái dãy, của cái dãy đó. Thì dãy này nó có thể là dãy số hoặc là dãy chữ nhé. Rồi. Thì như vậy chúng ta đã tạo ra một cái một dãy này rồi. Cái ẩn này, ấn đây ẩn đi này. Đấy. Sau chúng ta có thể dùng nó. Bây giờ cho các bạn xem thử một vài cái lệnh nhé. Ví dụ chúng ta có thể là con mèo này có thể là thông báo cái số đó ra màn hình. Bây giờ dùng cái lệnh save nhé. Lệnh save bình thường thôi. Lệnh save nhé. Như này. Bây giờ chúng ta có thể là mèo có thể viết là hiện ra màn hình, nói ra cái tên cái phần tử của dãy. Thế bây giờ chúng ta vào cái nhóm lệnh về biến nhớ đi, và chúng ta thấy là có một loạt những cái hàm này phải học này. Hàm này là một này, phải học này. Hàm này là hai này. Cái lệnh này là ba này. Nha, cái lệnh này là bốn này. Lệnh này là năm, rất là nhiều luôn đấy. Như này. Được chưa? Lệnh nào nữa này? Lệnh này nữa này. Hơi nhiều đấy, thì chúng ta học từ từ sẽ học là để biết nhá. Đây. Lệnh này. Lệnh này nữa này. Đấy, như vậy đây là mà như vậy đối với dãy số, đối với list nó có rất nhiều cái hàm, rất nhiều những cái lệnh mà ta phải nhớ, thì ta học từ nhé, thì thầy nó qua một lượt nhé. Đây, bia muốn cho mèo nó có thể thông báo cho toàn bộ tất cả các phần tử của dãy, chúng ta chỉ phải kéo bản thân cái phần tử đó, phần tử là dãy số nhé, tôi kéo vào đây này. Đấy. Như vậy là ta có thể đưa vào đây là một cái biến nhớ. Biến nhớ đây là dạng list nhé, chứ không phải là dạng bình thường, mà là dạng list, là dạng là một dãy số. Bây giờ ta cho mèo ra chạy thử nhé. Chạy thử này. Đấy, mèo hiện ra này. 9, 10, 5, 11, 17, 99, 100. Thấy không nào? Như vậy là dùng cái lệnh save và ghi vào đây là trong cái vùng tham số của lệnh save, ta đưa vào hẳn cả cái biến nhớ. Ở đây thì nó là mô tả toàn bộ. Thì bây giờ chúng ta có thể mô tả từng phần tử một. Thì đây. Đây là cái lệnh mà chúng ta có thể trích ra từng phần tử một của cái biến nhớ là dãy số. Ví dụ thầy muốn con mèo nó hiển thị ra cái phần tử thứ ba, tôi gọi đi số 3 vào đây này, 3 vào đây nhé. Thầy đưa vào đây. Thì khi đó mèo sẽ hiển thị ra cái số thứ ba của dãy. Tiếp vào đây. Đấy, nhưng mà đề số thứ ba chính là phần tử 5. Chúng ta xem lại cái dãy của chúng ta nhé, bấm này xem lại dãy số. Đây. Đây chúng ta là dãy này nhé. Phần tử thứ nhất là 9, phần tử thứ hai là 10, phần tử thứ ba là 5. Như vậy là khi lệnh này là lệnh là để lấy ra phần tử thứ k bất kỳ của dãy số đó nhé. Tiếp theo, đây là cái lệnh là ta có thể là bổ sung một phần tử mới vào dãy số. Bây giờ thầy sẽ bổ sung nhé. Đây chúng ta đây có 7 phần tử đúng không? Bây giờ thầy bổ sung phần tử thứ 8. Thầy gõ đây là 23 chẳng hạn. Nhấn chuột vào cái nút chuột dần chạy này. Đấy, nó tạo ra rồi này, nó vừa tạo ra một cái số thứ 23 đây này, 23 này. Ôi, bấm hai lần thành ra hai cái đó nhé. Bây giờ tiếp theo tôi muốn xóa, ta làm như nào? Bây giờ tôi muốn xóa phần tử 9, ta làm như nào? Thì đây lệnh delete này là cái lệnh là để xóa một phần tử của cái dãy đó. Bây giờ bấm là 9 nhé, thì hiểu đây là gì, là xóa phần tử thứ 9 của dãy. Nhấn vào đây. Đấy là xóa, còn lại 8 rồi này. Đó nhé. Như vậy đây là cái lệnh lấy ra một phần tử của dãy này. Đây là xóa một phần tử của dãy này. Đây là cái lệnh là bổ sung phần tử vào dãy này. Nhé. Rồi. Tiếp theo là đây là một cái... Đâu nữa nào. Tiếp theo là... Một hàm nữa rất quan trọng này. Hàm này rất quan trọng. Hàm này là cái hàm mà nó trả lại cho chúng ta là cái độ dài của cái dãy đó. Đây độ dài của đầu chúng ta đây là 8 đúng không? Đây, này. 8 này, thấy không nào? Đó thì như vậy là cái hàm này tính độ dài của dãy này. Tiếp theo là cái hàm này để kiểm tra xem cái dãy này có chứa cái số này hay không, nó trả lại là đúng hay là sai.
giờ thầy gọi đây là 100 1.000 chẳng hạn, thì nó hỏi là dãy dãy số này có chứa số 1.000 không? Đây là hình hình ngọc nhọn, cho nên trả lời là đúng hay sai. Bấm đây thử kiểm tra nhé. Thì nó báo là false, là sai, không đúng. Như vậy là dãy số này không không chứa cái số 1.000. Giờ đây ta để đây là 17 nhé, thì đúng hay sai nè. 17 nhé, 17 có này. Cho nên ở đây nó trả lời là đúng này. Đấy, là true, là đúng nhá. Đó. Tiếp theo, đây là cái lệnh mà nó hơn khác lệnh add này. Lệnh add này là lệnh bổ sung phần tử vào cuối của dãy, còn đây là bổ sung phần tử vào vị trí thứ mấy của dãy. Ví dụ thầy muốn chèn vào phía trên cùng nhá, phía trên cùng của dãy là số 9 nhé, thầy muốn chèn thêm cái số là cái số 5, không, 5 rồi, thì thầy muốn chèn số 4 đi, số 4 vào vị trí số 1, tức là chèn lên vị trí đầu tiên của dãy. Đấy, vào đây. Đấy, như vậy là chèn thêm số 4 vào đầu này. Như vậy là ở đây cho phép là lệnh này là chèn một số vào vị trí bất kỳ của dãy và đẩy các số ở bên phải sang bên phải một 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 vị trí nhé. Còn đây là lệnh thay thế một phần tử thứ k của dãy bởi một số khác. Ví dụ đây nhá. Phần tử số 1 là 4. Thì bây giờ thay số 1 phần tử nhất bằng cái khác đi, rồi thầy thay bằng chữ, tức là một dãy số có thể là chứa vừa số và chữ, rồi thầy viết chữ đây là Hà Nội nhé. Đấy. Hà Nội thì thay thế phần tử thứ nhất của dãy bởi giá trị mới là Hà Nội, thay thử nhé. Thì cái dãy này thì cái phần tử 4 này sẽ thay thế bằng Hà Nội, nhấn vào đây. Đấy, thấy chưa, thay bằng Hà Nội. Như vậy đây là những cái lệnh mà rất quan trọng, chúng ta sẽ phải học dần, chúng ta sẽ biết thôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm một số bài tập đơn giản thôi để chúng ta học được các thao tác với dãy nhé. Thì mà khi mà học sang cái khi mà các bạn học sang đến đến khái niệm là dãy hay là list phần tử là biến chứa dạng list thì bắt đầu là nâng cao rồi đấy. Phần này là bắt đầu nâng cao. Trong chương trình mới của chúng ta mà đến sang năm đấy là chúng ta bắt đầu học đưa cái lập trình Scratch này vào trong học sinh tiểu học. Thì khi lên lớp 5 thì các em mới được các cháu mới được học đến một chút về về dãy, còn lớp 3, lớp 4 là chỉ học vẫn học một biến nhớ là dạng thường thôi nhé. Bài hôm nay là bài tập, hôm nay là cái kiến thức là nó hơi nâng cao một chút rồi. Rồi thì chúng ta sẽ làm bài tập nhá. Bài tập như thế này, bây giờ mà như chúng ta sẽ không là con mèo mà là một giáo viên nhé. Giáo viên sẽ yêu cầu học sinh nhập từng số một trên màn hình. Đầu tiên là giáo viên sẽ yêu cầu là nhập số một một dãy số, nhập nhập phần tử số thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ 10 chẳng hạn. Sau đó giáo viên sẽ hiện ra trên màn hình cái dãy số mà học sinh đã nhập trên màn hình. Làm thử bài tập đó nhé. Rồi bây giờ thầy sẽ chuyển sang bài tập đầu tiên của hôm nay nhé. Làm chúng ta học cái này rồi không, chúng ta nhớ lại lệnh này nhé. Đây là cái lệnh mà ban đầu rất là quan trọng. Thì chúng ta sẽ học dần thì xong, làm dần thì chúng ta sẽ nhớ dần thôi nhé. Thì đối với dãy số thì là đối với dãy đấy thì trong Scratch là có nhiều lệnh nhất cần phải nhớ. 1 này, 2 này, 3 4 5 6 7 8 9. Nên có 9 lệnh cần phải nhớ nhé. Thì học các em học dần này, các bạn học dần các bạn sẽ hiểu thôi. Bây giờ ta làm bài tập nè, thì qua bài tập ta sẽ hiểu. Bài tập 1 này. Bài tập 1 nhá. Bài tập 1 là như thế này, là chúng ta sẽ thay con mèo đi, chúng ta sẽ đưa vào đây là một nhân vật khác, là một là cô giáo nhá. Bấm vào đây chọn cô giáo đi. Đây, cô giáo đây nhá. Đây cô giáo đây. Là con mèo sẽ xóa đi, mèo xóa đi. Đó, đây là cô giáo nhá. Chúng ta cô giáo tức là Abby hoặc là ta viết đây là cô giáo đi. Rồi. Thế bây giờ như này nhá. Cô giáo sắp thì bài tập của chúng ta là cô giáo sẽ yêu cầu chúng ta nhập một số n trước, sau đó cô giáo sẽ yêu cầu nhập n số tiếp theo đưa vào một dãy số nhé. Nhập đúng với n số xong thì dừng lại, và khi nhập xong thì cô giáo sẽ thông báo là dãy em đã nhập là, và thông báo cho các em biết là đã nhập xong nhé. Bây giờ chúng ta làm như sau này, chúng ta sẽ phải như sau, chúng ta sẽ phải tạo ra một cái biến nhớ dạng list, dạng dãy số nhé. Bấm vào đây. Đây, make a list nhé. Đấy, chúng ta tạo một cái biến là dãy số đi.
Dãy số như này nhé. Được chưa? Cũng ok. Thì bắt đầu là rỗng, chúng ta để nguyên nhé. Để nguyên rồi chúng ta ẩn đi. Rồi, bây giờ tiếp theo cần cái biến nhớ nữa để mô tả để đếm được cái độ dài của cái dãy đó, ta đặt lại n thì chúng ta tạo ra biến nhớ ở trên này. Đây, ở đây này. Tạo ra biến nhớ ở đây này, đây nhé. Đặt tên là n, cũng là biến tổng thể thôi. Đấy. Như vậy trước mắt là có hai cái biến nhớ là biến n và biến dãy số, được chưa? Rồi, thì bây giờ lập trình nhé. À, giáo viên đầu tiên giáo viên sẽ cầu cho học sinh là nhập một số tự nhiên. Yeah. Tự nào, cái phần này là phần quan trọng, chúng ta nghe này và chúng ta có nghe để chúng ta hình dung nhé. Giáo viên sẽ yêu cầu học sinh nhập số n và sau đó sẽ lần lượt yêu cầu học sinh nhập từng số một của dãy số, nhập đúng lần lần thì thôi. Nào chúng ta làm thử nhé. Lập trình này, chúng ta vào phần này và chúng ta gọi cái phần này ra nhé. Rồi, chúng ta và cái lệnh mà tương tác yêu cầu là nhập một số là ở đâu nhỉ, ở nhóm nào nhỉ? Ở nhóm sensing, nhóm cảm biến đúng không? Chúng ta vào đây, chúng ta gọi cái lệnh ask and wait này ra này. Đấy, lệnh và gọi cái biến answer này ra. Thì đây là cái lệnh mà giáo viên sẽ hỏi học sinh đúng không, nhập vào một số, và khi học sinh nhập vào một số thì nó sẽ đưa vào cái biến là answer nhé. Rồi giáo viên sẽ hỏi này, đấy, em hãy nhập số tự nhiên nhé, tự nhiên n hai chấm đó. Khi học sinh mà thực lệnh này, học sinh sẽ nhập vào số từ bàn phím và sau đó thì phần mềm sẽ đưa cái biến answer này vào cái biến nhớ n mà chúng ta vừa tạo ra. Chúng ta gọi lại cái nhóm và dữ liệu nhé. Đây, mà chúng ta gọi cái lệnh set ra. Và chúng ta sau khi set ra, chúng ta chọn đây là n đây, và đưa cái này vào. Đó, thì đây là cái lệnh, đây là cái hạt lệnh đầu tiên của chương trình, là giáo viên yêu cầu học sinh là nhập một số n và sau đó là đưa cái biến answer này, cái biến mà người dùng nhập vào đấy, gắn vào n. Sau đó giáo viên sẽ yêu cầu nhập lần lượt n số. Chúng ta dùng lệnh gì? Chúng ta vào lệnh, vào cái nhóm lệnh điều khiển và thiện cái lệnh là repeat đó, thực hiện n lần. Chúng ta kéo vào, chúng ta vào cái nhóm là dữ liệu và đưa cái n này sang. Vậy sau đó giáo viên sẽ yêu cầu là lặp lại n lần cái lệnh là nhập số tiếp theo. Chúng ta vào sensing và chúng ta gọi cái lệnh này đây nhé, hãy nhập em nhập số tiếp theo của dãy số. Cái việc này là làm đúng không, làm liên tục như vậy là n lần. Thì mỗi lần như vậy thì người dùng sẽ nhập vào và đưa vào answer, và chúng ta lúc đó chúng ta sẽ đưa cái này vào trong cái dãy số. Thì các bạn dùng lệnh gì? Nhắc lại, chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng cái lệnh ta vừa học xong một lệnh là ép bổ sung cái số đó vào dãy số này. Đây là cái lệnh mà khi người dùng mà nhập từng số một nhé, thì cái người dùng nhập sẽ đưa vào cái biến answer, và chúng ta sẽ đưa cái answer này vào, ép vào cái dãy số đó, đưa vào đây. Đấy. Đây là cái lệnh lặp n lần mà nhập n số, và mỗi số như vậy được bổ sung vào cái dãy số mà chúng ta vừa tạo ra. Yeah. Khi nhập xong, giáo viên thông báo là em đã nhập xong dãy số là, chúng ta vào lệnh lux và chúng ta gọi lệnh này ra. Chúng ta kéo nhé. Thì ở đây cô ta cũng phải nối này. Em đã nhập xong dãy số em nhập là, chúng ta vào cái operator, chúng ta chọn cái hàm join học đó. Giáo viên thông báo là em đã nhập xong dãy em đã nhập là. Đấy, và bây giờ chúng ta đưa cái biến nhớ dãy số này vào đây. Được chưa? Vậy đây là cái lệnh các bạn. Thì bây giờ bên này đây là nối hai cái phần tử lệnh join, nối hai cái sâu. Thì sâu thứ nhất là cái dòng chữ là em đã nhập xong dãy số. Đây là dãy số, và cái sâu thứ hai chính là cái dãy số này.
thì giáo viên ta biết rồi là cái lệnh này giáo viên sẽ hiển thị ra toàn bộ cái số ta đã nhập, tôi đưa vào đây, đưa vào. Đấy. Như vậy đây là xong cái bài tập đầu tiên, ta chạy thử nhá. Nhắc lại này, đầu tiên là nhập số n này, sau đó là nhập n vào đây này, sau đó ta lập n lần nhập các số của dãy và sau đó thì ta viết thông báo kết quả. Chúng ta chạy thử nhé, phóng to cho dễ nhìn này. Đó, chạy thử này. Vào đây nhé. Đấy. Em nhập số n đây, nhập vào đây. Mình phải nhập là 5 nhé, vậy là cái dãy số ra có 5, có 5 số thôi. Enter. Máy thông báo này. Em nhập số tiếp theo của dãy số này, thì nhập nhé là 15 này. Enter. Số thứ hai là 16. Enter. Số thứ ba là 80. Enter. Số thứ tư là 34. Enter. Số thứ năm là 100. Enter. Máy thông báo ngay. Em đã nhập xong dãy số, thì em đã nhập là 15, 16, 80, 34, 100. Các bạn đã hiểu chưa? Đấy, cái bài tập đơn giản ban đầu là cái bài tập mà chúng ta học mà đầu tiên đấy, là cái bài là nhập từ bàn phím một số, sau đó là nhập nhập n, nhập mà lần lượt n số từ bàn phím nhé. Chúng ta ghi lại đi, ghi cái bài file, ghi cái bài này là cái bài đầu tiên của buổi hôm nay nhá. Đấy, bây giờ xem là trong cái chỗ nào thì ghi vào đây thì hôm sau thì có thể ghi lại đây ở trong chỗ này, trong Scratch này nhé, ở trong cái project mà chúng ta là B thứ 8 được chưa, hôm nay là bài thứ nhất nhé. Đấy, được chưa, bài tập mà đơn giản như thế nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang làm bài tập số 2, khó hơn một chút nhưng mà cũng rất là hay. Bài tập số 2 nhé, là bài tập như này. Nhưng mà chính vẫn là một cô giáo, nhưng mà như sau. Bài tập thứ hai là một cái bài new đi, new. Và bây giờ chúng ta vẫn tạo ra giáo viên là người, giáo viên là cô giáo đây. Chúng ta xóa con mèo đi nhé. Rồi, bài tập số 2 là như thế này. Bây giờ chúng ta phải nhập trước vào màn hình một cái đề kiểm tra gồm có ví dụ như là 5 5 câu hỏi hay 6 câu hỏi gì đó. Câu hỏi trả lời dưới dạng là câu hỏi là vấn đáp nhé. Giáo viên sẽ hỏi lần lượt các câu hỏi đó, chúng ta sẽ trả lời từng câu hỏi. Khi trả lời xong, giáo viên thông báo là em đã làm bài xong kiểm tra. Và chúng ta có thể thêm một cái tham số nữa là điểm số. Khi mà làm xong thì giáo viên sẽ thông báo điểm số của em. Vậy là đây là mô phỏng một cái bài kiểm tra vấn đáp đơn giản. Được chưa? Đó. Thì các bạn làm được không? Thì cái câu hỏi mà chúng ta phải nhập trước vào vào máy tính cho nhân vật giáo viên sẽ lần lượt đưa câu hỏi ra và chúng ta trả lời. Thì giáo viên sẽ kiểm tra xem cho trả lời đúng hay là sai. Như vậy là chúng ta cần phải lưu một cái thăm một một cái dãy nữa là dãy các đáp số. Như vậy chúng ta cần tạo ra hai cái dãy nhập trước vào máy tính. Một dãy là gì? Một cái dãy là dãy các cái câu hỏi dạng là vấn đáp, hai là dãy các đáp án. Khi mà người dùng mà trả lời câu hỏi thì phần mềm sẽ so sánh với đáp án, nếu đúng thì làm đúng, nếu sai thì làm sai, coi như là sai nhé. Khi làm xong cái đề kiểm tra thì là vận xong, tôi sẽ thông báo điểm số, được chưa? Rồi, thì chúng ta sẽ làm nhá. Chúng ta sẽ tạo ra hai dãy số, hai dãy, hai list chuyển một một dãy là câu hỏi, một dãy thứ hai là đáp án nhé. Rồi, các bạn tạo ra này, bấm một này, bấm vào đây nhé. Dãy thứ nhóm thứ list cái biến thứ nhất là câu hỏi, được chưa? Câu hỏi. Đó, câu hỏi đấy nhé. Rồi, tạo ra biến nhớ list thứ hai là đáp án. Biết hẳn tiếng Việt cũng được. Đáp án. Được chưa? Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ, đây là câu hỏi nhập trước, nên chúng ta sẽ phải là nhập trước vào màn hình như này. Chúng ta nhớ, chúng ta chú ý nhé. Chúng ta phải nhập trước các câu hỏi vào đây. Ở bên trái là câu hỏi, bên phải là đáp án nhé. Đấy, chúng ta chú ý nhập chính xác thì mình chúng ta có thể tạo ra, tùy các bạn tạo ra một cái câu hỏi đơn giản thôi nhé. Bây giờ tôi cùng các bạn chúng ta nhập nhanh khoảng 10 câu nhé. 10 câu đi. Đơn giản.
Rồi, câu hỏi 1 này. Câu hỏi 1 nhá. Đây bằng chữ thôi nhé. Câu hỏi 1 là như này. Câu hỏi 1 ví dụ như là 10 trừ 2 bằng bao nhiêu? Đấy, bữa đêm câu hỏi dạng dạng chữ thôi nhưng mà nó dạng như này nhé. Bấm đây để nhập đáp án. Là mấy nhỉ? Mà đây là mấy? Là 8, được chưa? Như vậy là khi mà cái cô giáo hỏi là 10 trừ 2 bằng mấy thì giáo viên học sinh sẽ phải nhập là 8 vì đúng, nhập khác 8 là sai. Chúng ta nhập câu hỏi số 2 nhé. Để chúng ta chỉ việc bấm đây nó ra câu hỏi số 2 đây. Đây câu hỏi thứ 2 nhé. Ví dụ như là đây, ví dụ nhé. Ví dụ như là chữ table tiếng Việt là gì? Đấy, đây là một cái bài kiểm tra lộn từ Anh ra vừa ngữ tiếng Việt là gì nhé. Đấy, câu hỏi như vậy. Và đáp án là gì? Đáp án là cái bàn. Đây, đáp án là cái bàn. Học sinh phải đúng gõ đúng chữ cái bàn thì mới được, còn gõ sai thì là sai. Cái bàn, được chưa? Rồi. Nha. Bây giờ sang câu hỏi số 3 là ngược lại đi. Ngược lại nhé, bây giờ là gọi một câu hỏi khác đi nhé, hay là một câu hỏi khác về bất cứ về một ngành nghề gì, về một cái môn gì đó nhé, môn sinh học hay là môn địa lý hay môn lịch sử nhé. Ví dụ như là cách mạng tháng 8, cách mạng tháng 8 xảy ra năm nào, năm nào có vẻ nó dài được, năm nào và đáp án bao nhiêu. Đáp án sẽ là phải đáp án là 1945 nhé. Đó là câu hỏi số 3. Đi sang câu hỏi số 4, đây là một câu hỏi về toán đi. 12 trừ đi 10 cộng 100 bằng bao nhiêu? Đáp án là bao nhiêu? Đáp án phải là 102 thì mới đúng. Rồi, ta sang câu hỏi thứ 5 đi. Câu hỏi thứ 5 nhé. Câu hỏi thứ 5 ví dụ như là điền chữ thiếu của câu sau là gì, đúng không? Con gà, con cục tác, lá chanh. Đấy, đúng không? Lá chanh. Chứ thiếu đây là con đây này, là về con gà, nhưng mà đây sẽ biến đáp số, đây sẽ phải là gà. Đấy, đại khái đấy nhé, để thầy chỉ ví là đại khái, nhưng ta làm 6 câu đi, cho nên 6 câu nhé. Câu thứ 6 này, câu thứ 6 nhé, ví dụ như là ở Việt sông gì dài nhất ở miền Bắc? Đấy. Đáp số là gì? Là sông Hồng. Sông Hồng. Được chưa? Như vậy là đây là ví dụ thôi, chúng ta như vậy là cái khi chúng ta tạo ra một cái đề kiểm tra vấn đáp chẳng hạn thì nó phải có hai cái dãy, hai cái phần tử. Một phần tử là gì? Hai cái biến nhớ dạng list, dạng dãy, một cái biến là lưu các cái câu hỏi, biến lưu các cái đáp số, đáp án, được chưa? Rồi, và bây giờ chúng ta ẩn đi. Đó, và chúng ta sẽ ra bài kiểm tra. Bây giờ chúng ta sẽ phải tạo ra hai cái một biến nhớ thôi. Biến nhớ tôi gọi là tạo biến nhớ là K. Biến nhớ này dùng để chạy để chỉ ra từng cái phần tử của câu hỏi nhé. Đó, được chưa? Rồi. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu nhá. Bắt đầu bài này, giáo viên sẽ ra để bà hỏi từ câu mà học sinh trả lời nhé. Còn sau đó chúng ta sẽ điểm số chúng ta làm sau nhé. Rồi bây giờ chúng ta làm này, chúng ta vào chương trình nhé. Event này chúng ta vào cái bắt đầu đây nhé. Thì đầu tiên giáo viên sẽ thông báo trên màn hình. Đây, thông báo các em chuẩn bị làm bài kiểm tra. Các em chuẩn bị làm bài kiểm tra vấn đáp nhé. Chờ trong 2 giây sau thì bắt đầu, giáo viên sẽ hỏi luôn.
Được như sau nhé. Thì bây giờ như này, bây giờ chúng ta sẽ đây, chúng ta sẽ phải tạo ra đây, bây giờ chúng ta sẽ vào đây chúng ta sẽ không, chúng ta tạo ra bình nhớ đi, chúng ta tạo ra bình nhớ là n đi, là mô tả cái độ dài của các câu hỏi n đi. Rồi thì bây giờ giáo viên sẽ gán này. Đầu tiên giáo viên gán cái biến k là câu hỏi thứ nhất nhá, ta để vào đây. Sau đó giáo viên gán cái số n là cái độ dài của cái dãy câu hỏi, chúng ta chọn lệnh như lệnh yếu nào, lệnh length là cái lệnh là tính ra cái độ dài của cái dãy câu hỏi, ta đưa vào đây. Như vậy là n sẽ là gán là cái độ dài của cái dãy số câu hỏi, được chưa? Rồi bây giờ giáo viên sẽ bắt đầu kiểm tra, giáo viên sẽ dùng cái lệnh lặp n lần, lệnh repeat n lần, repeat nhé, từ vào cái nhóm control, nhóm điều khiển, và giáo viên lôi cái n này ra. Đấy, lặp n lần và giáo viên sẽ hỏi là câu thứ nhất là gì, câu thứ hai, câu thứ ba, câu thứ n nhé. Giáo viên sẽ hỏi như sau này. Đây, khi hỏi xong thì học sinh sẽ trả lời và giáo viên sẽ cho soi đáp án nhé. Rồi bây giờ giáo dùng là gì, khi hỏi thì phải dùng là gì, lệnh là ask, lệnh ask nhé. Thì lệnh ask cái này nó phải là có hai cái, là câu hỏi thứ nhất, câu hỏi thứ hai, câu hỏi thứ ba là như thế ta. Đây chúng ta chọn cái lệnh là join, nối nó vào nhé, nối vào. Câu hỏi thứ nhất là đây phải có hai cái. Câu hỏi thứ nhé, này chỗ hơi khó nhỉ. Câu hỏi thứ nhất là đúng không? Ta kéo cái k này xuống này. Này, ta kéo cái k này xuống nhé. Đây. Câu hỏi thứ một, thứ hai. Đây chúng ta phải nối thêm một tí nữa, hơi hơi chỗ này mà không nối thì nó không hay. Ta nối một lần nữa nhé. Hơi khó với các bạn một tí nhưng không sao. Đấy. Câu hỏi thứ k là bên bên trái nhé. Ở đây phải có dấu hai chấm ở đây để phần mềm hiểu. Hai chấm nhé. Rồi, ở đây chính là cái phần tử thứ k của cái list đó. Thì chúng ta vào đây và chúng ta chọn cái lệnh gì, lệnh nhớ cái lệnh mà để lấy ra phần tử thứ k đấy, lệnh nào nhỉ? Lệnh item. Đó, phần tử thứ k, chúng ta kéo cái k này xuống. Đây k này, k này. Chúng ta kéo cái này xuống. Đấy. Đây là lệnh, này là lệnh mà đây là cái lệnh để lấy ra nội dung của câu hỏi thứ k, cái nội dung cái phần tử thứ k của cái dãy câu hỏi, ta đưa vào đây. Đấy, như vậy là câu hỏi thứ k là nhé, hai chấm vào đây và cái này vào đây. Đấy, thì đây là cái đó nhé. Thì sau lệnh này thì người dùng sẽ nhập đáp án thông qua bàn phím và đưa vào cái biến answer, đưa vào cái biến answer. Đây, đưa vào cái biến này. Được chưa? Được rồi. Thì bây giờ ở đây là đúng là đây phải có cái lệnh tiếp theo là gì? Là định lệnh tiếp theo là giáo viên sẽ kiểm tra đúng hay sai, mà cái đó phải làm sau nhé. Thầy sẽ làm luôn sang cái lệnh tiếp theo. Chúng câu hỏi tiếp theo. Ở đây là cái biến k nhé, bằng một nhé. Ta phải tăng k lên một đơn vị. Chúng ta dùng lệnh này. Chúng ta dùng cái lệnh này để chúng ta tăng k lên một đơn vị. Lệnh change k by một. Đấy. Như vậy lệnh lặp nhé, lệnh lặp đầu tiên k một này, xong k bằng hai này, k bằng ba, k đến n thì dừng lại và lần lượt n câu hỏi được hiện ra và người dùng sẽ nhập vào đây. Và khi làm bài xong thì giáo viên thông báo là chúc mừng em đã làm bài xong. Đây, chúc mừng em đã làm bài xong kiểm tra, chúc mừng em nhé, chúc mừng em đã làm xong bài kiểm tra. Cái này chưa chưa có điểm nhé. Bài xong đã. Được chưa? Rồi, bây giờ thầy sẽ thử cho bạn xem nhé, xem là đúng chưa nhé. Bây giờ như vậy ở đây là chưa có chấm điểm, chỉ là lần lượt thôi. Em chuẩn bị bài làm này, sau thì là hỏi từng câu hỏi một nhé. Mà chúng ta chạy thử này xem đúng không đó nhé. Đây, chạy thử này. Đấy. Thì bài kiểm tra nhé. Câu hỏi thứ nhất ta gõ là 8. Enter. Sang câu hỏi thứ hai luôn. Chữ table tiếng Việt là gì? Là cái bàn. Enter. 38 xảy ra năm nào? Tôi gõ lung tung nhé. 1990 chẳng hạn, gõ sai. Sang câu hỏi thứ ba, tôi gõ là 100. Câu hỏi thứ tư, tôi gõ lung tung rồi đó nhé. Câu hỏi thứ sáu.
Tùng đi. Chúc em làm bài xong bài kiểm tra. Nhưng mà ta ở đây ta vừa mới làm xong lập trình xong cái phần là giáo viên thể hiện đúng cái đề kiểm tra vấn đáp cho học sinh làm bài. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục cái phần là gì? Là cho điểm nhá. Đây, cho điểm nằm ở chỗ này này, nằm ở chỗ này này. Khi mà học sinh làm bài xong rồi, làm bài từng câu một thì giáo viên sẽ là người là kiểm tra xem đáp án này có đúng chưa. Nếu đúng thì giáo viên cho điểm. Nhưng mà chúng ta sẽ phải làm thêm và tạo thêm một cái biến nhớ nữa để tính điểm số cho học sinh nhé. Ta bảo tạo một biến nhớ nữa gọi là điểm số đi. Điểm số, được chưa? Ok. Đó. Điểm số. Thì ban đầu điểm số là bằng 0. Ta để ở đây. Điểm số là bằng 0 nhé. Nhé. Và ở đây cứ mỗi lần mà học sinh làm đúng thì được tăng thêm một điểm, làm sai thì trừ một điểm, được chưa? Đấy nhé. À, đây thì chúng ta sẽ làm sao thì chúng ta ở đây phải có lệnh kiểm tra, ta vào lệnh if. Đấy. Nếu mà lời giải của học sinh này mà đúng đây, đúng tức là gì, nếu mà ta phải gọi cái lệnh này ra dấu bằng nhé, để dấu bằng. Nếu mà cái answer này này mà là bằng cái đáp án thứ K của câu hỏi, và chúng ta dùng cái lệnh này, chúng ta lôi cái đáp án ra, chúng ta dùng cái lệnh item này này. Đó, item này, và ở đây chúng ta không dùng câu hỏi mà là gọi cái đáp án ra, đáp án nhé. Đó, chúng ta lôi cái K này ra. Lôi cái K xuống. Đây. Đây, đấy. Khi mà học sinh nhập đáp án nhá vào cái biến answer này thì giáo viên kiểm tra, nếu answer mà bằng cái phần tử thứ K của đáp án tức là làm đúng thì tăng điểm lên một đơn vị, thì chúng ta change điểm số bài 1 đó, được chưa? Đấy là bài 1 và cái này chúng ta đưa vào đây, đưa vào đây. Đấy. Và đây chúng ta làm sửa sơ sửa một chút ở đây thôi, chúng ta nối vào đây nên chúng ta dùng lệnh nào, chúng ta nối vào để ra điểm thôi. Đây chúng ta vào đây. Nối này. Ở đây nhé. Là đây là đây là thì copy xong đây này. Chúc mừng em đã làm bài kiểm tra. Xong bài kiểm tra đúng không? Chấm. Em được bao nhiêu điểm đúng không? Em được bao nhiêu điểm? Từ đúng vào đây thôi. Em được bao nhiêu điểm nhỉ? Em được là điểm số điểm đúng không? Ta dùng lệnh ta dùng cái này, ta đưa cái điểm số sang. Điểm số nhé, thêm lệnh join nữa để cho nó hiện ra chữ điểm số. Đây em đạt từng này điểm. Đấy. Chúc mừng em đã làm xong bài kiểm tra, em được từng này điểm nhé. Đó. Đấy. Chúng ta hoàn thành rồi đấy. Bìa để cho nó hay hơn, chúng ta vào lại kia variable mà chúng ta sẽ nạp trong câu hỏi đi cho nó vui, cho nó đủ quá. Sao câu ít quá? Chưa chỗ đi xuống hồng à? Sông Hồng nhá. Ta cho đủ đi, cho nó đủ 10 câu cho nó hay đi nhá. Này. Câu thứ bảy nhá. Câu thứ bảy ví dụ như là ba làm phép nhân đi. 30 nhân 12 đi. Đấy. Thì 12. À, đáp số bao nhiêu? Đáp số là bao nhiêu nhỉ? Đáp số là 360 đúng không? 360. Đấy. Câu thứ 8 đi. Cho nó đủ là có 10 câu thì mỗi câu là 1 điểm. Thì thành ra 10 điểm nó hay hơn đúng không? Câu hỏi số 8 là gì? Câu hỏi số 8 là làm cái chữ ngược lại đi. Yeah. Em bé tiếng Anh là gì? Là gì? Vậy đáp số của nó phải là từ từ baby. Baby. Rồi. Câu hỏi số 9 đi nhé. Ta làm thêm cho nó hay nhé. Câu hỏi số 9 là một cái bài tập mà là nếu trời nhiều mây thì sắp gì, thì sắp sắp
Đấy, bên này phải đáp án là mưa. Mưa, rồi. Câu hỏi số 10 đi. Câu hỏi số 10 nhá. Tôi nghĩ ra một cái bệnh mặc lệnh mà một cái câu hỏi bất kỳ đi nhé. Để ra làm đúng từng mấy câu hỏi nhá. Thì là một cái thành mà thành phố lớn nhất Việt Nam là thành phố nào? Thành phố nào? Đấy. Đáp án là chữ Hồ Chí Minh thôi. Hồ Chí Minh, đúng chưa nào? Đúng rồi. Nhá, vậy chúng ta ẩn đi. Ta ẩn cái này, như vậy chúng ta nhập xong là 10 câu hỏi, 10 đáp án, như vậy là chính xác rồi. Bây giờ ta sẽ làm bài tập. Đấy, vậy chúng ta bật lại thử xem nhá. Bật to lên này. Chị thử này. Đấy. Em chuẩn bị làm bài kiểm tra câu hỏi thứ nhất. Đáp số là 8. Câu hỏi thứ hai, chị thấy bọn viết chữ cái bàn. Cái bàn. Câu hỏi thứ ba là 1955. Ta chỉ làm sai một câu nhé. Sao nhìn nào? 12 chữ 10 cộng 102, bài này là nhanh. Con gà, thật sự ta biết là con vịt đi, con vịt. Câu hỏi thứ 6, sông Hồng. Câu hỏi thứ 7, 360. Câu hỏi thứ 8, em bé, baby. Câu hỏi thứ 9, mưa. Câu hỏi thứ 10, Hồ Chí Minh. Thật sự viết sai đi, Hà Nội đi. Đấy, chú em đã làm bài kiểm tra xong, em được 8 điểm. Nhưng mà ta vừa làm bài là bị sai 2 câu. Được chưa? Đó. Đấy, như vậy các bạn thấy không? Chúng ta vừa mới làm bài tập rất đơn giản thôi. Nhưng mà chúng ta là, đây là những cái bài tập mà bắt đầu khó rồi đấy. Bắt đầu khó. Tức là ra ứng dụng rất là cụ thể rồi. Và sử dụng cái khái niệm dãy số. Như vậy cái dãy, khái niệm dãy là rất quan trọng luôn. Một cái dãy nó còn nhắc lại là một dãy nó có thể chỉ có phần tử nó là có thể là vừa số hoặc là vừa chữ xen kẽ nhé. Chúng ta ghi cái bài này. Chúng ta ghi cái bài này vào máy tính nhá. B2. Được chưa? Đó, các bạn thấy là nó rất là nó hay không nào? Như vậy. Thì cái dãy số là một cái là cái list là một cái là làm là rất quan trọng, rất quan trọng. Normal nó là như vậy nhé. Thì trong rất nhiều bài tập là chúng ta phải dùng khái niệm dãy số này, cái dãy này, khái niệm là list. Như vậy là khái niệm list là một cái là hay là trong cái lập trình người ta dùng là mảng số đấy, mảng hay là dãy hay là gì đó. Thì cái các bạn thấy là cái dãy ở trong cái Scratch đặc biệt là nó không có cái kiểu dữ liệu đặc biệt cùng một kiểu dữ liệu, nó không khái niệm là chữ dãy số không hoặc dãy ký tự không, mà nó là xen kẽ một phần tử của nó, có thể là vừa là số vừa là ký tự. Như vậy là một dãy có thể là xen kẽ là vừa chữ vừa số vân vân. Thì các bạn thấy là nó để thấy ý nghĩa của cái biến nhớ kiểu list nhé. Bài này các bạn thấy có ý kiến không nào, có hiểu không? Bây giờ thầy nói thêm một chút nhé. Cái bài này là cái bài mà nếu mà như này thì nó có nhiều điểm gì nhỉ? Nhiều điểm là học sinh luôn là phải trả lời câu hỏi từ 1, 2, 3 cho đến 10. Thế bây giờ thầy muốn là sao cô giáo viên là hỏi một cách ngẫu nhiên thì làm thế nào? Không phải là vẫn là 10 câu đó, nhưng mà không phải hỏi theo dự là từ 1 cho đến 10, mà hỏi một cách ngẫu nhiên. Như là câu hỏi 3 trước cho đến 5, cho đến 1, cho đến 7 thì làm thế nào? Đó, thì muốn như vậy thì chúng ta sẽ phải sửa hành trình đi một chút và chúng ta dùng thủ thuật để có thể là hoán vị ngẫu nhiên các câu hỏi. Đấy, thì cái đó là cái bài tập đó thì khó nhiều. Hôm nay không biết thầy có đủ sức để làm các bạn câu hỏi đó không? Mình có làm được không đây? Được, cứ thử nhá. Bây giờ chúng ta sẽ thử, chúng ta sẽ sửa lại một chút cái bài này. Vẫn là bài này thôi, nhưng mà yêu cầu là giáo viên sẽ phải hiện ra các câu hỏi là ngẫu nhiên. Theo một thứ tự ngẫu nhiên chứ không phải là từ 1 đến 10. Được chưa? Thì bây giờ cái công việc này nó sẽ suy ra từ một bài toán khác là cho chiếc dãy số từ 1 đến 10 mà chúng ta cần phải hoán vị đi, hoán vị ngẫu nhiên tạo thành một cái hoán vị ngẫu nhiên của số của dãy đó
Thì bây giờ chúng ta làm thử bài tập đó chưa? Và làm xong chúng ta đưa luôn vào bài này. Rồi, bây giờ các bạn nhìn nhìn thầy làm nhé. Một cái bài tập mà dùng để gì? Để ra ngoài đây, bây giờ ta làm ở đây trước nhé. Là chúng ta sẽ tạo ra một cái dãy ban đầu từ 1 cho đến 10 chẳng hạn. Và yêu cầu là gì? Yêu cầu là tạo ra, yêu cầu là hoán vị ngẫu nhiên. Rồi tôi làm thử nhé, kịp xem mình kịp nhé, trong khoảng 15 phút nữa thì kịp nhé. Bây giờ các bạn nhìn nhìn thầy làm nhé. Phần này hơi khó một chút, các bạn chú ý nhìn một chút thôi là sẽ ra nhé. Bây giờ thầy phải tạo ra, muốn như vậy thầy tạo ra hai cái dãy. Dãy thứ nhất, tạo ra hai dãy nhé. Một dãy là dùng để mà ta lưu cái kết quả hoán vị ngẫu nhiên. Một dãy thứ hai nó gọi là dãy phụ nhé. Mà dãy nhất ký hiệu là hoán vị được chưa, đây hoán vị, và dãy thứ hai đặt tên là tem, là nó là một cái dãy ngẫu nhiên, tem list, làm dãy là phụ, được chưa? Đấy, thì thầy sẽ làm cho các bạn cái đoạn chương trình ngắn, là trước khi mà sẽ hỏi cái này trước khi phần này nhé, thì giáo viên sẽ làm cái việc là giáo viên sẽ tạo ra một cái hoán vị ngẫu nhiên từ 1 đến 10 và lưu vào cái biến là hoán vị. Đấy, mà sau chúng ta đưa cái bài tập này vào nhé. Làm chỗ này nhé, sau thầy chuyển xuống dưới sau nhé. Rồi, thì đầu tiên lệnh này là gì? Chúng ta sẽ phải đây có một lệnh nữa, lệnh xóa, đây là xóa tất cả nội dung của dãy nào đó, thì chúng ta dọn là ta hoán vị, ta xóa lên này, và ta lên đây là hai cái mỗi lần chạy thì ta phải xóa đi để làm lại từ đầu mà, cho nên là ta dùng hai cái, đây là hai cái biến phụ, cho nên là ta sẽ phải xóa đi như thế này, xóa đi như thế này nhé. Rồi tiếp theo này, thì thầy kéo lại xuống, thầy sẽ, rồi thì thầy lập trình như thế nhé. Thì đầu tiên là thầy sẽ tạo ra cái hoán vị này, là tạo ra cái dãy hoán vị này có số từ 1 đến 10 trên độ dài của câu hỏi, thì làm như sau. Đây thì dùng cái lệnh này nhé, thì dùng cái biến k để chạy, set kia biến k nhé, k bằng 1 này. Rồi sau thì dùng lệnh lặp n lần, lặp vào đây, dùng lệnh control repeat để nạp số 1, 2, 3, 4, n này vào trong cái dãy hoán vị. Thì đây là lặp gì? Lặp theo cái độ dài của cái dãy câu hỏi. Ta kéo vào đây, tìm cái độ dài length, hàm length của câu hỏi đây. Lặp là length câu hỏi đây nhé. Và ta mỗi lần như vậy ta add kia số k nó vào. Đây add nhé. Add vào cái hoán vị. À, SK. Đây tôi làm thêm một chút nữa nhé. Đồng thời là S vào hoán vị, đồng thời là S lên vào cái đấy nữa, đồng thời là S lên vào cái phần tem list nữa. Cái phần này hơi khó, các bạn còn thấy khó đi được. Các bạn cứ theo tôi làm nhé, rồi các bạn sẽ hiểu nhé. Thì đây, cái chỗ này này, sau đó ta tăng cao lên một vị. Thì đây, cái vòng lặp này là để ta tạo ra các số từ 1, 2, 3, 4 cho đến 10, đến 10 nhé, vào cái biến hoán, vào cái dãy hoán vị, vào dãy tem list. Như vậy là không cần, chỉ cần vào cái hoán vị thôi, còn vừa thêm cái hoán vị chưa cần. Thế này thôi. Tức là gì? Tức là đầu tiên thầy sẽ nạp cái dãy thêm là cái dãy phụ, nạp vào các số từ 1 cho đến n cho đến 10, 1 cho đến 10. Sau thầy sẽ lấy ngẫu nhiên từ cái dãy này và đưa vào hoán vị thì bìa mới đúng. Được chưa? Rồi thì bìa mới đúng như này. Yeah. Nhắc lại nhé, là đầu tiên ta xóa sạch hai cái hóa, xóa thành hai cái dãy này là rỗng đi. Sau đó thì sẽ nạp cái dãy phụ tem list các số từ 1 đến 10
trên độ dài của cái câu hỏi. Như vậy là ban đầu tiên thì theo Nick là nó chứa các số từ 1 đến 10 nhé. Sau đó chúng ta sẽ lấy lên lượt các phần tử ngẫu nhiên từ từ template, ta đưa nó vào cái hoán vị là được. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ dùng cái lệnh lặp 10 lần. 10 lần. Đây, ta copy cái này xuống nhé. Lặp 10 lần và lấy phần tử ngẫu nhiên từ template ra ta đưa vào hoán vị. Đây chúng ta dùng lệnh này. Chữ này khó đây, chữ này phức tạp đây nhưng mà cũng rất là hay đây. Chúng ta các bạn xem quan sát nhé. Chúng ta lấy K làm phần một phần tử ngẫu nhiên từ 1 đến độ dài của cái dãy phụ template. Chúng ta dùng cái là hàm ngẫu nhiên. Chúng ta vào operator chọn hàm ngẫu nhiên nhé. K là phần tử ngẫu nhiên của từ 1 đến gì? K là chỉ số ngẫu nhiên từ 1 đến cái độ dài của cái dãy template. Chúng ta kéo xuống đây, ta kéo dùng cái độ dài đâu, length đâu, length đây. Ta chọn là template. Đây. Đây. Nhé. Vậy là K lấy phần tử ngẫu nhiên từ 1 chuyến độ dài của template. Chúng ta lấy ra, ta đưa nó vào cái hoán vị. Chúng ta dùng lệnh này vẫn đưa vào hoán vị. Ta dùng lệnh F được rồi. Lệnh này nhé. Đưa vào hoán vị. Đưa vào hoán vị. Đưa vào hoán vị. Lấy phần tử K này ra, lấy cái gì là lấy cái này đây, đây là template nhé, và lấy phần tử thứ K, ta kéo K này xuống, K đây, đấy, phần tử thứ K của template, trên đây là K là ngẫu nhiên mà, nhưng mà đây là lấy phần tử ngẫu nhiên của template và ta đưa nó vào hoán vị. Lấy xong thì ta phải xóa phần tử này đi từ template, ta dùng lệnh này là lệnh để xóa để cho nó bớt khỏi, nó phải trùng lặp, ta dùng lệnh là delete phần tử thứ K của template. Đâu K đâu đây à. Đưa vào đây, như vậy chỗ này nhé, chỗ này là lặp n 10 lần này, chọn K là một cái phần tử ngẫu, một địa chỉ số ngẫu nhiên của cái độ dài của template, sau ta lấy phần tử đó ra đưa vào hoán hoán vị và ta xóa phần tử đi, thì sau 10 lần lặp như này thì hoán vị, cái dãy hoán vị chính là một cái là cái dãy làm cái hoán vị ngẫu nhiên của cái này, của cái thằng số 1 đến n10. Rồi mình ta đưa cái này vào đây, mình ta đưa toàn bộ cái này vào trong này nhé, ta đưa vào đây đấy, chèn nó vào đây. Đoạn này. Thế không nào? Dài nhé. Và dưới này là phần chính đây. Bây giờ chỗ này thầy, chỗ này phần lấy câu hỏi ra ở đây nhé. Thì chỗ này là không phải là K nữa. Đây. Nhưng mà K ở đây nó sẽ là lần lượt từ 1 cho đến N. Mà chỗ này là phải làm cái hoán vị. Thôi chỗ này phải là chỗ này không phải là K mà là phần tử thứ K của hoán vị. Chúng ta phải lấy cái này ra. Chỗ này khó đây. Item chọn là hoán vị được chưa, và lấy phần tử thứ K của nó ra đây, cái này thay thế vào đây cho nhỏ lại nhá, này và vào chỗ này nữa. Bây giờ thầy mi bỏ cái này ra, đưa cái này vào đây, đấy, đưa cái này vào đây, thầy bỏ cái này ra mà lại đưa cái này, chỗ này có thể tôi copy làm hai nhé, copy này, đấy, copy làm hai này, đưa lên vào đây, thấy chưa? Đấy, thì bây giờ biệt nó đúng hoàn toàn lên nhé. Thì bây giờ như vậy là dù đây là K chạy từ một cho đến N, nhưng mà lấy ra không phải câu hỏi thứ K mà câu hỏi thứ K của hoán vị, tức là làm một phần tử, một cái lấy cái phần tử ngẫu nhiên của hoán vị nhé. Đó, người ta chạy thử nhé. Như đây là đây đoạn trình hay dài, cái trình này rất là dài, là phức tạp rồi đấy. Bây giờ chúng ta chạy thử xong đúng nhé, mình làm thử này là câu hỏi phần bài tập này là khó nhé. Nào bắt đầu nhé, chạy thử nào. Mà thấy không, như câu hỏi nhất này, em bé thì anh là gì, như vậy là đã là không phải câu hỏi thứ nhất của để kiểm tra rồi, mà là một câu hỏi ngẫu nhiên rồi đấy. Các bạn thấy không nào, nó là ngẫu nhiên rồi nhé. Baby. Đấy, câu hỏi thứ hai là con gà chứ không phải là gì ở trong máy tính nhé. Con gà. Câu hỏi thứ ba đáp số là
30 nhân 12 là 360. Câu hỏi thứ tư, chữ table tiếng Việt là gì? Là cái bàn. Cái bàn. Câu hỏi thứ năm, sông gì dài nhất miền Bắc? Sông Hồng. Câu hỏi thứ sáu, 12 trừ 10 cộng 100 là 102. Câu hỏi thứ bảy, 10 trừ 2 bằng 8. Câu hỏi thứ 8, 1945. Câu hỏi thứ 9, nếu trời nhiều mây thì sắp gì? Sắp mưa. Câu hỏi thứ 10 là Hồ Chí Minh. Để kiểm tra xem được bao nhiêu điểm nhé. Em được 9 điểm, à như vậy là sai đó, câu nào đó thì không quan trọng lắm. Đó thì thầy có thể gõ sai. Được chưa? Đấy, nhưng mà chúng ta vừa mới hoàn thành cái bài tập mà khó nhiều, vì ta ghi bài này lại thành cái bài số 3 đi. Bài 3. Thấy không nào? Như vậy chúng hôm nay là cái bài tập mà cái buổi cuối cùng, nhưng mà nó rất là đặc biệt vì chúng ta làm quen với cái kiểu dữ liệu là list nhé, là một dãy. Thì các bạn thấy khó không nhỉ? Nhé, thì cái này là bài tập này là bài tập khó rồi đấy, chứ tương đương với là học sinh nếu mà cho học từ tiểu học từ sang năm ấy thì học sinh lớp 5 mới học cái này. Còn đối với học sinh cấp 2 từ ngày xưa đấy thì chúng ta phải học sang lớp 8 thì mới học được khái niệm là dạy nhé. Các bạn có hỏi gì không? Thôi tôi phải kết thúc rồi. Mà chúng ta có bài dài nhá. Các bạn có khó hiểu không? Im lặng nhỉ? Thôi chúng ta thôi dừng lại đây nhé. Có thầy... à? Ừ. Thôi bây giờ hôm nay là cuối cùng rồi nhé. Chúng ta nghỉ ở đây nhé. Thì thầy vẫn duy trì cái nhóm trên Facebook. Thì các bạn nào có hỏi gì thì cứ hỏi thì tôi sẽ trả lời nhé. Và có lẽ là mai kia nếu có thời gian tôi sẽ gửi đấy lên cho các bạn các bài tập để các bạn làm bài tập tiếp theo nhé. Dừng lại ở đây nhé.